Triệu quan minh phán chỉ từ nay, linh căn con sẽ chỉ dài đến đây là thiền ngọc bát nhã, mẹ đưa thiền thước khách đỏ ngang, con của mẹ xuống đây gieo duyên để lên thiền, con làm thầy làm tổ chỉ là làm trong đến con gì mẹ cho đi trường thi đạo học, học bài giỏi có dự đàn qua sen, còn đây chỉ hát cho đưa cho được đưa qua thiền, muốn lên thiền là phải chịu đắng cay à. Sống với cỡ vợ bài cái nhớ là không say của linh của triều là nhắc nhiều con đau cho giàu canh còn lai nhớ căn diện con của mẹ trên thiên hạ chỉ cơ kiền có đức phụ quyền làm thầy là tấu cứu khổ còn sanh mà thay mặt ta nói cái mà nhớ là cái ông câu dài đổ sát nè té xe đứng dậy nha đi đâu cũng ai cũng không có trị bệnh được đâu đừng có trị bệnh này là bệnh của tiên thiên tên thiên thiên đại thừa xuống đây là mượn xác này để chừa cái xác này nợ tình khổ lần cho có vợ vợ khổ mấy đâu có vợ ba nợ cho mẹ cha Trần Miền đi ở trần già mượn là mượn xuống Trần Miền sanh ra tạo để gieo phước gieo thiện tả nợ đủ rồi là ra tiền để cứu độ quần sanh nhìn mấy nhi ta nhìn ti dữ vậy nó muốn gì nói được nói gì nói cái miệng muốn nói gì nói mấy cày nói thì nói đại chứ ai đâu có ngại ngùng gặp mầm khùng mà không biết không hồng hồng mà có mầm ngủ hồng hồng mà có vàng để thủ vậy cũng được nha hồng cũng được mô nói căn tiền mẹ cho thiền con mẹ lại lên thiền gọi cái thiền không đái qua xong tiền qua xong mẹ cho bên chờ mong con đạo hạnh tu sao cho trọn lòng con của mẹ đưa thiền ngọc bát nhã đến đây không có là giả đâu em họ xì tàn thanh đi bằng tình ô xì bằng lê ca na phụ liền có thầy có tổ ngồi một chỗ đều độ căn lành để dỗ tâm linh cho sắc đây đến xuống trần quân à ma quỷ quay đây hạt nhớ căn tiền này của thiên cho xuống thân tí ra cái tí nó nhỏ chứ nó hồn nó chứ không phải nó ngu đâu ông cô ông nội nó không chịu nói nó hỏi cô hồi nữa thì mình hỏi gì đó không thấy thì ngồi tin xinh xác chị luôn chờ cười mãi quá cười giờ mà nói cái gì thì nói đi trời ơi mở miệng nói đi đặng nó mốt thôi thì cô gái rồi nữa nói có người chơi giúp không sao mà cười hoài đấy gái đâu cô hay gái dạy muốn thua luôn hiểu chưa con về con lại ông tốt nha ông đâu dài nha ông bế tắc nha ngày xưa có cấp tê to con về con mở cái kho con nhịn nhục Trần Miền ai chửi con làm hiền ai làm ai ai muốn về dành ngôi dành vị con nói là không ai trị ta được đâu mai mốt ông có chuyện nói lại ấy ông tốt theo con đó chứ đâu phải nhỏ đâu nha ông tốt theo con là ông có độ tác đó không phải nhỏ đâu cái nhỏ cái vỏ bự đó mà ta làm bộ nhỏ ta nhìn đấy nãy về nhìn cái bắt ấn tí là ta hỏi ai nên làm thầy bùa trên đấy bắt ấn đầu ở đây bị bắt ở đây không có ấn gì hết á không nghe chặn nước tâm có nhục có vinh nha ai muốn xin điều minh thì có điều minh quán xét ai muốn ăn bánh tét buộc ta mở ta hát dở cũng giống là tù ai hát cái tù gì ta đóng tù mấy nghe còn tù tù nào đóng cũng được á vui vui đó con tắm rửa sạch trong đi mai mốt con nhớ là con khổ trong lòng
vì con xuống gần con về trồng hạt giống nó nghe chưa, biết con trồng hạt giống chưa, biết trồng hạt giống chưa, vấn đề mà thợ về từ nãy giờ người tâm hình á, về từ nãy giờ rồi thấy ta chắp tay nhìn đó ha, không nói gì nói gì cũng tốt. Mấy nghi làm nhỏ tâm đầu chỗ nói gì nói đi, thế mà con làm mấy bông sen vàng, ai muốn làm đàn Phật tử theo con đi, rồi tối ngày con cười hí hí gì, ai có tí thì mở, không có ý thì thôi. Mô quả về đặt đặt theo thầy nha, đặt mày theo thầy lên tiền nha, tới về tiền với hậu phước tồn đây nha. Ngày xưa sư dạy bắt quay đi chiều hiền á, bắt quay sùng á, ai có khùng á thì gặp, ai muốn cặp thì gặp lại bé đi, còn bé đi đi thay không hợp, bé đi không biết làm gì hết, bé đi làm y á, hiểu chưa? Có ông nội đó, tôi không phải nọ đâu. Moli tiếp sanh tay ban đầu tu vô sự căn mê tập ấy ban đầu là sanh tay mặt mắt ấy sanh tay má mọi tay sanh tay ấy quan li tập quan li tay ao phò li tập bất li sanh tay ấy căn mê con tiếp sanh tay mẹ tay ăn khổ mà đi can đi sanh ta sẽ tay lên tay mang ngay cái cần sanh lấy ấy có đi cật mất đi xô lạch lấy ai mất đi hạn mà đi cành phôi mà đi cành phôi đi cật tại ăn mẹ ấy tăng hay sẽ tay ăn đi tăng mang ngay có khó mẹ đi tăng đi tăng hay quan lấy ác bôn có lý cách đi xuân tì ăn tì khẳng mà lý cách muốn lý cách bây khẳng tì bằng hay ăn bôn mẹ ai bằng lý cách bôn xe tay ăn bằng lý cách bôn mà lý cách hay sẽ tay tăng tay văn lê cắt tay ăn con căng mà có bản làm chi về với thiền mẹ đi rồi sau này giỏi giang xong còn mượn sách trần ông được cái phần hưởng phước ông bước lên thiền lẹ đi rồi có tiền về để mua mua đi chứ ông ẩn trần đi là sau này ông không có quyền đi lên đó con nói cho ông biết à ông về thiền mẹ đi chứ ông ở mượn sát này ông ẩn nguyện gì ông bắt lính mà lính nó chạy gần gần mà ông không nhốt rồi làm sao lính nên nó lập công ông về ông nhốt lính ngày xưa ông làm ông thầy ông tổ đó ông làm tổ lộ ban ông bắt lính á bây giờ ông dòm ông thấy hết thì ông hồi hướng cho nó đi về tu chứ tối ngày ở chỗ quân chung quanh của ông quá chuyện luôn nó đây không bình lính nhỏ nhỏ ha chạy lọc sọc ông thấy hết nha. Chỗ đó có ông quỷ nữa đó. Ông biết con quỷ ta ở ngõ ba đường gần nhà ông nó hiện hình đi tới đi lui vậy á. Ông thấy rồi sao ông chớp đầu bẻ cặn nó đi. Ông rảnh thì có một chị ở nặng này cần phụ đi kịch đi xâm đi ăn biết tay ăn biết tay ông thấy con quỷ mà ông không bẻ răng nó đi để nó bắt người ta dòng dòng mai mốt rồi làm sao ông cầm ông coi nó ông làm nó dối ra nó bay đầu này nó bay đầu kia vinh cái đùng ông ngọc đế ông vinh cái đùng nó chạy bên kia mặt tiền con ngõ ba có cây cầu của nhà của anh ngoại nữa ngõ ba có cây cầu có con quỷ nó không có đầu nha không thấy con quỷ đó chưa?
không có đầu nó đi chọc 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 còn hay hơn. Nói vậy là con nói vậy là con mới ngon à. Monica tên Salanti ăn vô mẹ em tên Salanti ăn vô đi cải vô y tăng thầy bánh đi tăng thầy ăn vô ông về ông nói là con về thiên nga ở đây con hầu ông hoài cực quá. Đến cùng gì con thầy mở trận đi cho sáng ông đi cho tướng sĩ quyền linh đại trường cho phong ba tướng lại lực quyền được cơ hoạch định cơ đồng đạo duyên con hát đạo dạo thiên đại luật tay bực gió danh sông từ cái phong trần gã vung chữ nước cái giang hà phong ba đại lực con truyền pháp cơ ông về đậu sát trần nhớ đại phong trận chiến mà tiếng con gọi ông về ông cứ mãi nhìn ra con đây chất tay lại phật với chất ca về đây dự hội ngôi gia cái đẹp lòng ông có duyên gặp con Trần Hồng đáp lại không ngại ngùng về ông lại gặp cánh duyên chủ cho căn kiếp lại tu hiền sắc này còn nhỏ gieo tiền cái phương duyên thôi chúc ông bàn tay chấm lại ngồi thiền đồng mở rộng cây bao la mở tâm đi mẹ cha xây chuyên đại giới chồng ông có tiếng nói đạo tiên vậy ông tin thiên con cung kính thỉnh mời ông về ông nói cho lời tiên thay ở trận miền chưa biết ai nhìn con nhìn trần con không bỏ cụ xưa cụ ơi cụ là con muối dưa cụ về tình cha mẹ ông đi ra quyền liền ông chi ông còn buồn phiền trong ngôi thân vị ông buồn gia tiền ông khổ tiền xưa vậy ông thưa ông trình giới thiên đình đã tháo nay trần thế mắc nợ giận miền ông phải tìm kế giải thoát cái trần nghi ông về ông lạc công bồi đức cái du di ông về đi được quyền khi có máu hoàng khỏi tướng quan quyền trăm quan gia lục có tăng tiền ông khai bực đạo thánh tiên ngày nay ông đi phát lệnh cơ duyên về chung giới bước lên thiền ma thiền của mẹ đưa ra cơ lệnh ông về ông dịch gốc tổ dưới thầy nay đây ông được có quyền lực ở trận miền ông gã đi võ tướng đi quyền cái cao minh con cung kính thỉnh mời ông giữ hội để lên thiền căn lõi đâu xa về với mẹ với cha với thầy với tổ báo bộ cho cụ quyền thân tổ vui thay con mời cung kính tình ông gia trình quyền lực để bậc căn già là đàn phật tử mô ni về trong cung con nguyện di đại hạnh
võ tướng không cần phong trần thì ba lời con hát kêu ra còi thăng gốc ba còi lặng lội lâu rồi con không thấy ông ngồi ra quyền lĩnh của cơ thiên nên con chỉ gieo duyên xin mời cung kính thỉnh ông về mượn xác cái tuyền duyên nơi đây con ngắt cây gieo duyên chúc cho căn đạo lên tiền thầy đi tiền của thầy nơi đây cái đồ điền tiền ông về gặp ma lại nơi đây tôi chúc ông về có mối dây tơ hồng làm thuyền đồng mà không lấy lấy chèo từ lâu sáu câu ông đã niệm lâu rồi ông ngồi mà nghiêm chỉnh chỉnh tề cung di lời con hát trần đi ông về làm y lệnh cờ đào trung ương đại quân đại cấp gọi con của mẹ gieo duyên tiền phước lại tiền duyên tiền của ông đã chờ các linh căn về dự hội hiền ông thầy đang lặng lội ở phương xa nơi đây ta về đến âm thiền ngôi gia đại đồng theo gieo phước có gieo trồng hạt giống như lai căn duyên nào con của mẹ ăn cay về sửa ngay trong lòng ở đâu có điện và hỏi chút căn tiên về căn tiền gia tả lòng chung vậy ông mượn sách trần đi chung quy đại trường lớp học con đọc bài rồi ông cũng dưỡng chắc cái bệnh tâm dài ông trầm quá thăm thăm dịu dịu triệu trùng hỏi phụng long dân mạnh vô dần ngẩn trong luận điện để lắc qua lắc lại đúng không lắc qua lắc lại cái đó mới vô tới đức ông ở theo trần hiền dân báo lai về làm tiền ban nha để cứu dân lành về ngõ ngành trong quần bậc quần khách quần chúng sanh quận khắp bên đây thật khi giàu khi sự dán chữ này con biết chữ thầy bằng khai về nơi đây mẹ cho thầy điện trần ai chúc cho đạo hữu trần miền đau lai về nói một câu đi rồi ông sư cho điện đạo học sự trên cung đình cho thầy tổ mở trí lại minh quang thôi mượn sách trần hà nghe lời câu là cung tịnh thỉnh mời ông về dự hội long dân phần cho biết thiệt và ngân hay là giả giả thật thật lệch lệch theo thầy nơi đây ta hát như vậy ông về ông vợ dự hội đi ông ơi bắt cái dùng điện ông có cụ già quá rồi đó lâu dài tóc bạc hát bạo bị trần gian nhưng gieo gì với ông chủ gieo đi cho em gì tích chút tôi hai bên gì nhỏ hát giỏi không mấy nhi đó lời vàng tiếng ngọc nói cho đọc đâu là mình nên về ông về ông ngậm ngọc đó ông để đó ông đọc của mình đi nói ra cho chúng sanh nó bị cửa sớm ghiền ở sớm mình nó không có tiền nó không có hát tin lại của quyền đâu ông về ông biểu dọn dẹp cái bàn thờ cho sạch sẽ rồi cái chôm đó ở dơ cái đê luôn không ai lo dọn dẹp bàn thờ lo dẹp nhiều chuyện không con nói vậy ông về ông thấy bàn thờ dơ chưa
ông có thấy bàn thờ ghê chưa? Thì đợt này ông về chỗ ông dẹp với bàn thờ ông cất nè, chứ đâu nhóc bụi bặm thầm. Con nói này ông đừng có đồn nghe đi. Thôi ông nói gì ông nói gì thì không, ông về ông nhìn bài, ông đến gì giả hay gì ông nhìn bài nha đi. Cái gì là nhỏ đó, nhìn đó, nhìn kỹ đó, khó lắm đó. Ai chừng thầy là coi chừng đó. Con nói gì thôi. Không mời đó. Con xin anh ông về lại đứng cái điện làm về mở sắp kiểu tiền thảo lắng. Lúc này ông soi được cái trần nghiệm về bác nhà có mẹ thầy chứng tri. Con lời này xin lại quyền di xin cha ân tí ông đi tới học liền. Ông có về hốt ông về ông hốt đi ông ơi, hốt đi đổi thuốc đi cho tay rõ ràng xong toàn đi đường quyền bánh liệt gịch hòa phải cho mây mây khói rồi. Thôi tại sao mới biết ta cho hốt đi rồi ông về ông hốt thuốc tự nhiên cho người ta về ông thôi ăn thuốc cho con cháu người ta sát được đi cứ em hoài chi ăn hốt út còn thèm con hốt hơn ăn không này. Còn cái tát nó hẹn mặt nó mặt kinh ta mẹ tên này tỏ tao con hốc tốt nha con đợi được anh đốt cho cố con đi. Con đi chi tinh thì bánh lì án phụ vô lì kỳ tăng tha bộ lì tốt đầy mới đẹp lắm. Về em đọc không có rồi con là không tấu rồi á. Ở bên đây cũng như khác mà. Bên đây cũng hứa đâu rồi. Không cần ăn luôn. Dạ. Thấy con hốt đẹp không ạ? Dạ. Hốt đầy mấy thanh mấy quảnh lễ khóc như ông gì tù tù vậy xuống. Hốt đầm đơn không? Không vậy mà anh đốt sáng tỏ ông để tụi đầu xuống đường thông lên cây cầu. Nướng mặt lên á. Xin thần mày. Gặp hai con cướp, hoàng cứ về cầm cái thứ, không bắt nữa gì đâu. Hốc về ông con hay thèm. Hốc về thấy đớp không? Con hốc đây. Không thấy con hốc quay được không? Hết mạnh vô ông. Rít cho đỏ tàn lên luôn ơi. Về ông ở cái chuyện cái tác này ông em tự đề ông thấy con quay cường không ba không con mẹ con cao thấy quay cường mới ra tận chứ mà ông là khúc đục đè đục đè lần sau vứt vợ không ba đó hả không gì không mà tiếng mỏ mỏ hả dạ không biết ông cục ghét ra ghét chưa hốt đẹp thì hốt hốt cháu hốt hốt đậm ông hốt thua đua chứ con ông thua con hả hốt
anh lấy phòng số 8 để nó đó. Ủa nó lộn rồi. Lấy cái phòng số 8 nha. Đây bà mới tóc nãy mà thấy ghét bà đi ra rồi đi. Con đã bà ghét con bà đã. Đưa cái đó vào cho phòng số 8. Ông nói đây. Số 7 có khác. Số 8 bên chị này ngủ. Chị Thanh. Ừ. Hôm này tao
Hút ông ấy hút tức hút mình đỡ hút đi.